Sáng nay, hệ thống Y tế Thu Cúc tổ chức hội thảo công nghệ nội soi MCU, đột phá mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư đường tiêu hóa. Nội soi cao cấp MCU là sự kết hợp của công nghệ MCE, nội soi phóng đại nhuộm màu, và EUS, siêu âm nội soi, nhằm phát hiện, chẩn đoán, xác định mức độ xâm lấn và can thiệp loại bỏ khối ung thư sớm ngay trong một lần thực hiện nội soi. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, những đột phá nổi bật trong công nghệ nội soi này giúp người bệnh giảm thiểu số lần phải thực hiện nội soi khi có nghi ngờ ung thư sớm ở ống tiêu hóa. Hội thảo giúp người bệnh có thêm thông tin và tiếp cận công nghệ nội soi tân tiến này. Bên cạnh đó, các bác sĩ tham gia hội thảo cũng cung cấp thêm những thông tin hữu ích liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe. Ung thư đường tiêu hóa là một ung thư phổ biến có tỷ lệ tử vong cao. Theo Global Can 2020, tại Việt Nam, ung thư dạ dày đứng top 4, ung thư đại tràng đứng top 5 trong các bệnh ung thư mắc nhiều nhất. Nhân dịp này, hệ thống y tế Thu Cúc dành những phần quà có giá trị với các suất nội soi giảm tới 40% chi phí, cùng chương trình bốc thăm may mắn và nhiều suất nội soi miễn phí công nghệ mới.